Dòng chuyện đã quay trở lại với Sunset Town Phú Quốc và chúng ta đang có những hình ảnh tuyệt vời nhất về thị trấn hoàng hôn duy nhất tại đảo Ngọc Phú Quốc. Và đây có lẽ sẽ là một trong những clip được quay trực tiếp tại dự án với những cái tầm view cũng như là những cái hình ảnh được quay nét căng và mịn nhất về dự án trong cái mùa Phú Quốc, có thể nói là mùa đẹp nhất của du lịch Phú Quốc, đó là từ tháng 9 năm nay cho đến khoảng tháng 4 của năm sau. Cùng cảm hứng kiến trúc địa Trung Hải, điều gì đã khiến Sunset Town khác những cái nơi khác? Đầu tiên là bởi cái tên Sunset, nơi đây hòa hợp với cái vẻ đẹp của hoàng hôn, với cái chính đó là những cái công trình kiến trúc để tôn vinh vẻ đẹp của hoàng hôn. Thứ hai là Sun Group đã chọn những cái tinh hoa chứ không sao chép, ví dụ ứng dụng vào đây được chọn cho những công trình tại Sunset Town, đó là những bức phù điêu, mái vòm, cửa sổ với nhiều đường cong, bậc thang làm đẹp và lát đá nhiều màu sắc, không chỉ giữ sạch và còn tăng cho cái độ bền của toàn bộ tổ hợp. Mái ngói đỏ au đặc trưng màu sắc rực rỡ đẹp nhất trong cái nền trời xanh và biển xanh như màu cam, màu vàng, đỏ, trắng. Mái ngói nhấp nhô cao thấp khác nhau, cửa sổ trưng bày lớn và đẹp mắt. Thứ ba đó là cái yếu tố sáng tạo cho sự hòa hợp với khí hậu, cảnh quan nhiệt đới và thói quen của gia chủ người Việt. Ban công nhỏ để giảm đi sức nóng của hướng Tây vào buổi chiều, tối ưu cái diện tích sử dụng vì chắc chắn chủ nhà dùng điều hòa thường xuyên. Tường sơn thiêm minh để có được những cái vết nứt nhuốm màu thời gian nhưng được xử lý chống thấm khá kỹ lưỡng với những cái nét vẽ điêu luyện, do đó sẽ không phải là các lớp sơn và tường bồi chám nhau nhiều năm như ở các khu đô thị biển của nước Ý. Và cảnh quan làm đẹp mắt nhưng sử dụng các cái vật liệu Việt Nam nên vô cùng gần gũi với đá trẻ tự nhiên chuyển từ làng đá ở miền Trung. Đồ gốm và gạch nung cũng hoàn toàn là sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những nghệ nhân Việt Nam làm ra. Điều đó cho chúng ta vừa thấy nét giao thoa văn hóa mà vẫn thấy được cái sự thân thuộc trong các cái chi tiết, kể cả những cái bức tranh tường, phù điêu, bút đá tháp. Nói một cách khác thì chắt lọc tinh hoa kiến trúc, những công trình có tính ứng dụng đã được bỏ đi hoặc thay thế những cái gì tinh xảo, bắt mắt và giá trị đã được chọn lọc để đưa vào công trình. Và tại Sunset Town chúng ta còn nhìn thấy cái sự kỳ công tỉ mỉ, đó là nếu làm ra những cái tòa nhà thương mại chắc chắn sẽ không có Sunset Town như bây giờ. Tại đây thì Sun Group muốn kiến tạo những cái công trình để đời trăm năm sau thế giới vẫn còn nhắc tên và truyền tay nhau về những cái điểm đến nhiều điều thú vị. Đó chính là cách Sun Group tạo nên những công trình mang dấu ấn vượt thời gian. Dấu ấn của Sunset Town đối với mỗi người là một cảm nghĩ khác nhau. Với nhiều người yêu thích những công trình lớn, họ ấn tượng bởi những công trình biểu tượng như cầu hôn, Sun Signature Show hay Sun Signature Gallery. Nhưng sự kỳ công tỉ mỉ là ở những cái chi tiết vô cùng nhỏ mà chỉ khi đi sâu vào các trải nghiệm, chậm rãi khám phá, người ta mới gật gù rằng quá tỉ mỉ và kỳ công. Ba cái câu chuyện nhỏ trong vô vàn những câu chuyện mà bạn có thể tự mình khám phá tại Sunset Town chúng tôi sẽ kể và bật mí cho anh chị ngay sau đây. Đó là câu chuyện về đá lát đường, có đường chính dẫn vào ga đi cáp treo đã hoàn thiện từ những năm 2018, trắng nhựa phẳng phiu. Một ngày cuối năm 2019, người ta lại thấy Sun Group dở hết toàn bộ và bắt đầu đặt từng viên gạch đá trẻ dày cuộn xuống thay thế cho lớp nhựa đường cũ. Trong khi thời điểm năm 2019 thì nhà trên mặt tiền đường này đã bán, có nghĩa là mọi chi phí hoàn thiện dự án là đã quyết toán xong, khách hàng hài lòng với chất lượng hạ tầng rồi. Vậy Sun Group bỏ thêm số tiền lớn để lát đá với động cơ là gì đây? Và câu trả lời là vì muốn cái con đường này sẽ trường tồn trăm năm, và hơn thế nữa, những viên đá này sẽ đủ sức in hẳn cái dấu chân hàng triệu du khách bước qua theo năm tháng như minh chứng, như một cái chứng nhân lịch sử. Viên đá biết nhẵn đi theo thời gian, biết hằn lên những cái dấu vết của năm tháng và biết kể những câu chuyện về những cái người đã đi qua đây. Bằng cách nào đó thì trải nghiệm của du khách trong hành trình Sunset Town cũng sẽ thú vị thêm và đáng nhớ thêm.
Câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn kể đó là những bức phù điêu khổng lồ ở bên khách sạn La Festa Phú Quốc. Ban đầu thì ở giữa khách sạn La Festa và căn Ama 01 có một khoảng đất trống, địa hình rất cao và dốc đứng. Từ trên đường Ama nhìn xuống chắc phải sâu hơn 8 mét, trong khi công trường ai cũng ái ngại cái địa hình này khó cải tạo, biết làm gì đây khi trồng cây ở những vị trí đứng như thế này. Sau nhiều ý tưởng thì cuối cùng đội ngũ kiến trúc sư của Sandup đã đưa ra một phương án. Ở những cái nơi dốc cao nhất sẽ là những cái nơi cảnh quan độc đáo nhất. Vị trí này sẽ được đúc một bức tranh phù điêu lớn kể về những truyền thuyết của Việt Nam, từ họa tiết nhân vật trang phục được khắc họa rất có hồn và chính tay những cái người Việt thực hiện. Bức phù điêu với sứ mệnh làm đẹp và là cách kể cho những câu chuyện về lịch sử văn hóa của Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Căn hộ cuối cùng hay những căn shop house center tại trên đỉnh đồi hướng trực diện ra biển. Anh chị nào quan tâm về một sản phẩm này và muốn lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện về Sanchetta Phú Quốc thì anh chị có thể liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.